Taylor Swift thưởng nóng cho ekip thực hiện tour diễn, riêng lái xe nhận gần 120 tỷ. The Eras Tour của ca sĩ Taylor Swift là chuyến lưu diễn đầu tiên có doanh thu cán mốc 1 tỷ đô la. Để ăn mừng cho thành công vang dội, ngôi sao nhạc pop đã chi 55 triệu đô la Mỹ thưởng cho ekip thực hiện. Theo các nguồn tin tiết lộ trên People, Taylor Swift gần đây đã trao số tiền thưởng khổng lồ cho tất cả nhân viên phục vụ cho tour diễn vòng quanh nước Mỹ của cô 5 tháng qua. Cụ thể, nữ ca sĩ thưởng cho 50 tài xế trong đội ngũ lái xe container chở thiết bị đạo cụ của The Eras Tour mỗi người 100.000 đô la Mỹ, nghĩa là chỉ riêng đội ngũ lái xe Taylor chi tổng cộng 5 triệu đô la Mỹ, hơn 118 tỷ đồng tiền thưởng. Cô đã phát xét tiền thưởng cho các tài xế trước buổi biểu diễn hôm cuối tuần qua ở Santa Clara, California. Ngoài tài xế, các thành viên của ban nhạc, vũ công, đội ngũ âm thanh, ánh sáng, nhân viên cung cấp thực phẩm và nhiều bộ phận khác cũng được Taylor Swift thưởng thêm, dù không rõ số tiền thưởng của những bộ phận này. Nguồn tin của TMZ tiết lộ Taylor Swift rất hào phóng trong việc thưởng cho các nhân viên của mình. Đến thời điểm hiện tại, The Eras Tour của Taylor Swift đang là một trong những tour diễn thành công nhất. Tháng 12 năm ngoái, tạp chí Billboard ước tính The Eras Tour sẽ mang về 560 triệu đô la doanh thu với 52 đêm diễn cho Taylor. Tuy nhiên, sau khi được cập nhật thêm những buổi diễn mới tại Nam Mỹ, châu Á và châu Âu, The Eras Tour được kỳ vọng sẽ xác lập các kỷ lục vô tiền khoáng hậu về doanh thu. Cũng như các cô gái nhà YG, concept bumping giúp thúc đẩy doanh thu ngành hàng không, du lịch Việt Nam thì tour diễn của ca sĩ Taylor Swift được quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép đánh giá là động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, đặc biệt là nhà hàng và khách sạn. Phép đã công bố báo cáo đánh giá tình hình kinh tế tại các địa điểm khác nhau trên toàn nước Mỹ. Trong đó, quan chức Phép Philadelphia cho biết số lượt đặt phòng khách sạn tại đây tăng mạnh nhất kể từ đầu đại dịch nhờ tour diễn của nữ ca sĩ Taylor Swift. Dù tốc độ phục hồi của ngành du lịch địa phương đã chậm lại, tháng 5 lại ghi nhận doanh thu khách sạn tại Philadelphia tăng mạnh nhất từ đầu đại dịch, phần lớn nhờ lượng du khách đổ về xem các buổi biểu diễn của Taylor Swift trong thành phố. Các quan chức Phép Philadelphia viết trong báo cáo, đây không phải lần đầu tiên một cơ quan chính phủ nhận xét Taylor giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các địa phương. Đầu tháng này, giới chức thành phố Cincinnati, bang Ohio cho biết nữ ca sĩ và tour diễn của cô giúp các khách sạn tại đây thu về hơn 2,6 triệu đô la Mỹ. Các khách sạn ở Hamilton, bang Ohio thu về 5,3 triệu đô la Mỹ. Cơ quan phụ trách du lịch tại thành phố Chicago, Mỹ còn cho biết tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn đã phá kỷ lục trong tuần đầu tháng 6, một phần nhờ tour diễn của Taylor Swift. Tác động kinh tế tương tự cũng được ghi nhận tại Boston, Mỹ khi nữ ca sĩ tổ chức biểu diễn ở đây hồi tháng 5. Được biết, Eras Tour của Taylor Swift là chuyến lưu diễn thứ 6 nhằm quảng bá tất cả đĩa nhạc cô từng ra mắt, bao gồm album mới nhất Midnight năm 2022. Nữ ca sĩ miêu tả Eras Tour là hành trình đi xuyên các kỷ nguyên âm nhạc của bản thân. Số liệu của Pornstar cho thấy Eras Tour đã thu về 308 triệu đô la Mỹ từ khi bắt đầu hồi tháng 3 đến nay. Giá vé trung bình tại các concert của Taylor là 253 đô la Mỹ. Sau 22 điểm dừng chân, Eras Tour đã bán được hơn 1 triệu vé. Chuyến lưu diễn tại Mỹ của Taylor Swift sẽ khép lại vào giữa tháng 8. Từ cuối tháng này, ngôi sao nhạc pop sẽ bắt đầu đi lưu diễn ở Mỹ Latin, sau đó tới châu Á, châu Âu và Australia vào năm sau. Eras Tour được dự đoán sẽ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Taylor Swift là ca sĩ kim nhạc sĩ người Mỹ nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, cô nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, nữ ca sĩ còn ra mắt album được tái thu âm như Fearless Red. Cô phát hành Speak Now, Taylor's Version hôm 7 tháng 7. Theo thống kê của tạp chí Forbes hồi tháng 6 năm 2023, Taylor Swift hiện là nữ ca sĩ tự thân giàu thứ hai trong làng nhạc, chỉ xếp sau Rihanna. Hơn thế nữa, cô cũng giữ vị trí thứ 34 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu có nhất nước Mỹ, với khối tài sản của giọng ca Lover ước tính là 740 triệu đô la Mỹ.